Trong khi tại Hà Nội thì dự án 3R đang dần bị chìm vào lãng quên khi người dân thủ đô dường như quá bận rộn để có thể phân loại rác ngay tại gia đình. Thì hiện nay một mô hình xử lý rác sinh hoạt hiệu quả đang được hàng trăm hộ dân tại huyện Kim Động của tỉnh Hưng Yên triển khai. Không cần chi phí vận chuyển, không cần khu đất công để chứa rác, người dân chủ động phân loại rác để có thể tận dụng được nguồn rác vào công việc nhà nông và giúp bảo vệ môi trường một cách hiệu quả. Mỗi một hố rác như thế này thì có đường kính là 70cm, sâu 1m. Và với khối lượng chứa rác như thế này thì người dân có thể sử dụng để xử lý rác sinh hoạt lên tới cả năm trời. Không còn phải trả chi phí cho vận chuyển rác, người dân có thể bảo vệ được môi trường và lại còn tiết kiệm được một khoản tiền cho gia đình hàng ngày. Rau, củ quả, xác chết động vật hay các loại rác thải hữu cơ khác, tất cả đều được ông Trấn cho xuống hố và dùng chế phẩm vi sinh để khử mùi, rồi đậy nắp. Thế là chỉ vài ngày sau, rác đã được phân hủy mà không hề gây mùi hôi thối. Nếu như trước đây, các loại rác được đưa gia đình vứt lẫn lộn, rồi mang đổ ra bãi rác của thôn, thì nay, trong nhà ông luôn có hai thùng rác hữu cơ và vô cơ được để riêng như thế này. Mình chỉ mất công một tí thôi, thì mình phân loại các cái loại rác ra, cái thứ nhất, thế để rác phân hữu cơ và vô cơ ra riêng sau đó, mình cho ra cái hố rác ấy, thì mình đổ cái các cái chế phẩm này vào, thì sau một thời gian thì nó mới thối, nó phân hủy đi thì là mình để mình lấy để mình chăm bón cho cây trồng. Trung bình một năm tại đây đã có tới 90 tấn rác được xử lý. Không tốn chi phí vận chuyển nên đã tiết kiệm được 180 triệu đồng một năm. Không những vậy, sau khi xử lý rác còn được tận dụng làm phân bón. Hiện nay tại thị trấn Lương Bằng có tới hơn 300 hộ sử dụng hố rác gia đình như thế này. Dùng các cái phân này để bón cân, bón cây hoặc là trồng cây mới vào. Nó như là một cái mùn, nó tạo chất mùn cho rễ cây để rễ cây hấp thụ. Nhân dân cũng thất khởi, thì đó là cái tiết kiệm, cái chi phí là rất nhiều. Cái đảm bảo vệ sinh trường, trực tiếp là người dân ta quá trình sinh hoạt hàng ngày là có cái đưa vào vị trí luôn cho cái môi trường đó, là đây một cái hiệu quả đánh giá nó cũng là khá kết quả cao. Mỗi địa phương hàng năm phải chi nhiều chục tỷ đồng cho các dự án phân loại rác tại nguồn vẫn còn chưa thực sự hiệu quả, thì các mô hình xử lý rác của người dân tại thị trấn Lương Bằng là giải pháp hữu hiệu cho bài toán rác thải nông thôn hiện nay.